Trên thế giới này không có người con trai nào ngốc cả. Bạn làm tổn thương họ, họ biết. Chỉ vì anh ta yêu bạn nên mới chịu đựng như vậy. Bạn đừng nghĩ vì thế mà bạn có quyền dẫm đạp lên. Vì chỉ cần ý, một khi họ không giả ngốc nữa thì sẽ ra đi dứt khoát hơn bạn. Bởi vì yêu bạn nên họ mới chiều bạn, và bạn mới có cơ hội để làm tổn thương họ. Khi đã chịu đựng đủ nỗi đau, họ sẽ chọn cách rời đi và cho bạn biết như thế nào là trân trọng. Phải ngàn đời em không quay về đây, vẫn nhớ mãi một hình bóng xa.